Quận ủy Thanh Khê tổ chức trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn. Dịp này có 56 đảng viên đủ tiêu chuẩn được trao huy hiệu Đảng, trong đó một đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, hai đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, một đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 47 đảng viên nhận huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng đến 50 năm tuổi Đảng. Như vậy, tính từ năm 1997 đến nay, quận Thanh Khê đã trao huy hiệu Đảng cho 6.652 đảng viên đủ tiêu chuẩn, trong đó có 2 đảng viên nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 128 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, hơn 701 đảng viên nhận huy hiệu từ 60 đến 65 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại lễ trao huy hiệu Đảng, Bí thư Quận ủy Thanh Khê Ngô Xuân Thắng trân trọng ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các đảng viên và mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, luôn ở tấm gương sáng, góp phần bồi dưỡng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng đảng bộ quận Thanh Khê ngày càng vững mạnh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của quận Thanh Khê nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.